Em Dương Mịch xin chào tất cả các bác ở trên kênh nhá. Hôm qua thì con vay ốt kia đã chốt về Ninh Bình rồi. Rất tiếc là nếu như mà bác nào mà chậm chân chưa mua được thì em cũng rất là xin lỗi, bởi vì là em chỉ có một chiếc vay ốt này thôi, nên là không có nhiều. Nên là có mấy bác bảo đến xem, đến mua, nhưng mà nói chung là bị hụt, thì em rất là thông cảm cho em chút nhé. Vì anh Ninh Bình anh ấy chuyển ngày hôm qua anh chuyển hai lần tiền là vào hơn 100 triệu để đặt cọc rồi, để rút hồ sơ là 1-2 ngày nữa đi về Ninh Bình thôi. Thì hôm qua em đi ship con 2009 Honda Civic ấy cho khách Hải Phòng, và em lại mang con này về. Con này là Honda Civic sản xuất năm 2007. Về ngày hôm qua em đi em trải nghiệm ấy thì xe rất là ok, đi nó bốc và nó không gầm bệ các thứ, nó chắc chắn, nó không bị kêu, không bị lục cục đấy. Thì máy các thứ là nó rất là ổn định, và đi trên đường cao tốc cứ đi chạy 100 cây số giờ là êm ru, đi rất là tuyệt vời con Honda Civic này. Thì hôm nay em lại quay chi tiết một chút nữa để cho các bác mua. Thì như con này là em mua ở Phổ Yên, như các bác biết rồi, xem theo dõi các cái video trước ấy thì các bác biết rồi. Thì hôm trước là bán cho một anh Hải Phòng, nhưng mà anh ấy lại muốn là đời cao hơn, thấy kết con Civic 2009 của em hơn, nên là bác ấy lại bảo đổi. Rồi thì đổi. Thì bác ấy về đi có bị xước đây một tí này các bác này. Đấy, và quẹt đây một tí đây. Đấy, thì ngay sau lúc em quay video này thì em sẽ cho đi làm đẹp cái là hết luôn, là sẽ ngon nghẻ đẹp trở lại. Đấy, thì em sẽ quay sơ bộ về con Honda Civic này cho các bác. Về phần lốp các thứ thì nó cũng còn được, nếu mà chấm điểm 10 thì nó còn được khoảng tầm điểm 6, điểm 7 nữa, điểm 6 nữa. Đấy. La răng thì cũng còn rất là sáng đẹp, nó chưa phải là xỉn màu hay xuống cấp gì cả, quá nhiều cả. Đấy. Còn về phần bánh sau thì cũng vậy. Đấy. Bánh sau đây, em quay một vòng xe cho các bác nhìn cho nó tổng thể, cho nó rõ. Đây, cố gắng là giữ máy quay để cho nó khỏi bị rung. Đây, em quay bên này ra thì nó sẽ hơi ngược sáng các bác nhé, nó sẽ hơi ngược sáng một chút. Đây, vướng cái cột, em đi sang bên này đã. Gương cụp xòe tự động. Đây, Honda Civic thì chạy rất là lành và đi rất là êm. Con máy, con xe này thì máy nguyên bản nhé các bác nhé, máy nguyên bản, số nguyên bản. Thì cái con mà làm máy thì em đã bán đi Bắc Ninh rồi, con cũng 2007 như thế này, cũng màu y như này luôn. Biển 24 Lào Cai gốc Hà Nội ấy, thì em bán đi Bắc Ninh cho một người anh em làm về nghề, cùng nghề máy tính rồi, bán đi Bắc Ninh rồi. Con xe này thì như hôm qua em trải nghiệm ấy, thì em thấy là thứ nhất là ngồi nó chắc chắn, ngồi nó chắc chắn, ngồi êm, ngồi nó không bị đau đau lưng, đau đầu, nó không bị ù kiểu như là ù tai, ù khó chịu. Đấy, mà ngồi cái ghế sau rất là thích, ngồi ghế sau rất thích, đi qua những cái chỗ sóc, chỗ ổ gà, ổ voi các thứ ấy, thì nó không bị kiểu như là sụn sụn, nó không bị đập cảm giác sóc, nó không bị đập thẳng vào lưng, vào mông của mình đâu, mà nó cứ êm lục cục kiểu gì, nó rất là tuyệt vời. Đấy, và con này nó phân khúc hạng C nên là cái độ đầm chắc của cái xe này thì đi rất, có một cảm nhận rất là hay, mà khi mà anh em ngồi lái thì máy chạy bốc. Đấy, máy chạy rất là bốc. Còn về phần keo chỉ thì tất cả mọi thứ đều ok. Đấy, trừ mỗi cái cánh cửa bên đằng lái này có va chạm một chút, như các bác hôm trước mà các bác theo dõi cả cái kênh của em ấy thì các bác biết rồi đấy. Thì hôm trước là em có tả rồi, cái cánh cửa này là khi mà kiểu như khi mà cái người lái mở ra ấy thì bị cái xe máy, xe đạp gì đấy nó quệt vào đây thì nó vỡ kính bên trong này này, vỡ kính này này. Đấy, thì thay, nhưng mà tuy nhiên là vẫn là thay kính xịn các bác nhé, vẫn là thay kính xịn. Đấy, đây kính Honda này đó, chứ không phải là thay kính linh ta linh tinh.
vẫn là thay kính Honda. Đây vẫn là kính Honda này. Đấy. Hai cái kính này ấy là kính zin theo xe. Còn kính này thì đã được thay rồi. Đấy. Đã thay rồi nhưng mà vẫn là thay kính của chính hãng. Thì hai kính xịn nó có chữ Honda trên này. Đó. Và xe đã được lắp thêm màn hình Android. Như hôm nọ là đã được lắp thêm màn hình Android nên là trước lúc em mua về là chưa có đâu. Đấy, bây giờ đã được lắp thêm màn hình Android, khách hàng yêu cầu thì em bán giá là 259 triệu. Đấy, bác nào mà kết cái xe này thì đến gặp em mình. Đây là Honda. Hộ anh mở khoang máy không biết không? Đây, bây giờ thì em sẽ quay vào trong khoang nội thất của xe. Đây này, như các bác thấy này, ở đây thì nó có hơi móp méo một xíu ở đây này. Đó, hơi một xíu thôi. Cái chỉ thì nó vẫn còn các bác nhé. Chỉ nó vẫn còn nguyên bản, nhưng mà nó chỉ là khi mà mình mở cửa ấy, nó cái xe nó quệt vào đây này, đúng đây này luôn. Đó, thì làm lại đoạn này này. Và thay cái kính này vỡ này. Đấy. Và đây các bác nhìn này. Cái chỗ này cái cánh cửa nó bị kiểu nó cong ra ngoài ấy, thì chỗ này người ta gò lại này, cái bản lề này người ta đập trở lại. Đấy, còn lại thì mọi thứ đều tốt nguyên bản. Kìa, kính này cũng không thay này các bác này, kính này cũng không thay, vẫn là nguyên bản của theo xe. Đấy. Về phần nội thất thì như bọn em giới thiệu rồi thì có lắp cái màn hình OLED này rồi. Đấy, trước đây thì chưa có. Xe thì có túi khí của người lái đây và túi khí bên phụ. Đấy. Ghế thì vẫn ghế da zin của nó. Ghế da zin của nó thì ngồi cảm giác nó rất là êm. Da nó cảm thấy là nó dày dặn hơn. Đấy, ngồi nó sướng hơn. Thì tuy nhiên là các bác nào muốn về mà muốn đẹp hơn thì các bác có thể bọc lại thôi. Đấy, nhưng mà như em đây thì em để nguyên bản cho những người nào thích nguyên bản thì nó xịn sò theo xe. Đây, còn những cái cửa đằng sau này vẫn zin nguyên bản đấy các bác này. Đấy. Đây, ghế đằng sau đây. Về phần cánh cửa này. Rồi phần ghế đằng sau này. Đó. Cái này thì có cái bệ tịt tay. Nếu mà ngồi hai người thì mình có thể hạ xuống nhảy để cốc nước được. Đó. Thế nếu mà mình ngồi 5 người thì mình gập cái này lên. Đó. Màu da của nó hơi màu vàng nhé các bác nhé. Hơi màu vàng chứ không phải là màu trắng kiểu trắng bệch đâu. Cái máy quay của em sợ là nó điều chỉnh ánh sáng nó không chuẩn thì nó sẽ lạc màu. Đấy, về phần trần thì rất là đẹp. Nói chung là cái trần con xe này thì đẹp thôi rồi luôn. Đấy, phần trần rất là đẹp mịn, không bị bẩn, bị ố một tí gì. Cả bên chỗ loa đằng sau lại cũng thế. Con này thì số tự động. Này mà phần táp lô các thứ cái điều hòa đầy đủ, hoạt động tốt. Đây, đồng hồ thì các bác cũng không phải xem cái đồng hồ ô đô nữa nhé. Em cũng lo là người ta tua hay là như nào đấy thì nhìn thôi, mình khỏi phải bàn đến đi cho nó đỡ mệt. Đấy, nổ máy này, chạy điều hòa. Gương kính thì toàn bộ chỉnh điện hết các bác nhé. Gương này khi mà các bác bấm khóa cụp xòe hết luôn. Đây. Màn hình đây. Màn hình đây nó có một cái màn hình dưới này và màn hình bên trên này. Đấy, khi mà màn hình bên trên này nó hiển thị được cái nhiệt độ của máy này. Rồi là km này, rồi bên này là nhiệt độ, bên này là xăng này. Đấy, báo cái lượng xăng còn này. Đấy. Đây là màn Android hôm rồi bác Cường mới lắp này. Đấy. Màn Android đa chức năng. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết. Đây em vào cam lùi, vào số lùi này các bác. Đấy, vào số lùi cái là có cam lùi nét căng. Đây.
quay nó hơi bị bóng này. Cam Tiến đây, cam hành trình dẫn đường rồi là các thứ, các bác về bác mua cái thêm cái sim 3G nữa vào là sẽ thành gọi là ngôi nhà di động luôn, xem YouTube các thứ bên trên luôn. Đấy, đây cam hành trình đây, đầy đủ hết, hiển thị tốc độ các kiểu. Nói chung là cái này là nó Android, các bác về có thể xem lại. Đấy. Điều hòa hoạt động tốt, âm thanh đầy đủ hết. Điều hòa này là điều hòa cơ, điều khiển bằng tay. Nóng lạnh này, lấy gió trong gió ngoài đầy đủ hết, này hoạt động tốt. Đó. Đây. Đấy. Vô lăng thì còn khá là đẹp các bác. Đây, phần vô lăng còn khá là đẹp này. Đấy. Mọi người xem xe thì người ta hay xem cái chỗ vô lăng này đã mòn hay chưa. Đấy. Cái củ số này thì hơi chầy này, củ số này thì em sẽ cho bọc lại da cho nó nhìn cho nó đẹp hơn. Đây trần này các bác này, trần nó mịn đẹp, trần này rất là, nói chung là trần này rất là đẹp. Đây là cái phần khoang máy. Thì về phần cabo này thì keo chỉ zin các bác nhé. Đấy, cabo cũng được tháo rồi, tháo xuống để sơn thôi. Đấy, còn về phần máy móc ấy thì đây, em quay như này cho các bác để các bác nhìn thấy rõ hơn. Mặt máy rất là sáng. Đấy, mọi thứ đều ổn. Về phần chassis thì không có bị đâm đụng gì. Đấy, nhìn hay là anh em mình nhìn rất là rõ. Nếu mà mọi người mà đến xem thì sẽ nhìn phát ra ngay. Nếu mà bị đâm, bị cong, bị gì thì sẽ nhìn ra luôn. Những cái dòng này ấy, thì cái ốc chân máy là thường hay bị siết rồi các bác nhé, là đã được siết. Đấy, chứ không là nó sẽ bị rung máy. Đấy, ốc mọi thứ đều rất là sáng. Đây, em quay lại tổng thể xe cái nữa. Cái gầm thì nó thấp quá, đâm ra là em không quay mà bây giờ mà quay mà cúi xuống thì nó cũng kín, nó khá là kín nên là các bác nhìn nó cũng sẽ không rõ. Nó muốn quay gầm thì lại phải đem lên trên cầu, nâng lên hẳn hoi thì quay may nhìn nó mới thấy được. Đấy. Thì đây em quay lại một vòng xe nữa cho các bác ngắm nghĩa thật kỹ. Con này thì cái hạn đăng ký, hạn đăng kiểm thì phí đồng bộ thì còn đến hết tháng 12 các bác nhé. Đến tháng 12 2021. Đây. Quay một vòng. Quay một vòng xe nữa. Đây xem cái hạn đến ngày bao nhiêu đây, 24 tháng 12 2021. 24 tháng 12 2021. Đây ví dụ em bấm nút khóa này. Gương tự cụp. Đó, rồi. Bấm nút mở gương tự ra. Đó. Rồi. Thì em xin phép kết thúc cái video con Honda Civic ở đây, sản xuất năm 2007, số tự động, đã lắp màn Android. Bác nào kết chiếc xe này thì gọi điện cho em 0962 004888. Đấy, và giá bán là 259 triệu các bác nhé. 259 triệu mà em số tự động. À, xe đẹp.